Nó giờ cano đang có chạy ra cái điểm lặn. Đấy, mặt trời giờ vẫn ngồi ở trên núi à, còn rất là cao luôn. À, rất là đẹp, mặt trời hôm nay cũng rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Rồi, đây cano thì cũng đã chạy đến cái điểm lặn rồi ha mọi người. Đây, mấy anh em giờ sẽ đeo nịt, đeo mấy cái đai chì vô, đây, đeo mấy đai chì vô để lặn. Rồi, em thì cũng đã vô đầu xong rồi mọi người. Giờ thì mời quý cô chú anh chị cùng mọi người theo chân em với lại mấy anh em trên cano xuống dưới dạng san hô về đi bắt hải sản ha. Đây, giờ thì rút đao ra, rút mấy cái chĩa ra mọi người. Đấy, phát mọi người một cây. Đây, cây của em. Đây, phát mọi người một cây chĩa và xuống dưới nước ha. Cơn nước rồi, cơn nước rồi. Rồi, em thì cũng vừa nhảy xuống dưới nước rồi ha. Đây, giờ thì sẽ mấy anh em sẽ giảm mắt tay để xuống dưới dàn san hô. Nước hôm nay mấy anh em lặn thì cũng khoảng 12 xả tay, tương đương với 17, 10, khoảng 18, 19 mét nước đó mọi người. Thế là sau. Rồi, để đáp dạng san hô rồi. Đây, vừa đáp dạng san hô để gặp được ngay một con hạ sâm gai. À, quá là tuyệt vời luôn. Vừa đáp dạng san hô gặp được con hạ sâm gai luôn. Đẹp quá. Đây, em kiếm xung quanh thử còn con hạ sâm gai nào hay không. Thường thì mấy cái điểm hạ sâm gai á, mấy anh em sẽ được một con thì mấy anh em sẽ kiếm xung quanh để kiếm thêm một hai con nữa. Đôi lúc là nó sẽ gặp được hai con, ba con nằm ở kế bên luôn. Đây, con đầu tiên. Rất hy vọng là hôm nay mấy anh em sẽ gặp được cái điểm hạ sâm gai. Đây. Được rồi. Em bị đâm, bị con nhím biển đâm mọi người. Là vừa xuyên được cái con cá mú én là được con nhím biển đâm luôn. Đây, con cá mú én. Con này to nha mọi người. Con này thì khoảng 6-700 gram. Đẹp quá. Đây, nó đâm rất là đau luôn. Đây, con nhỏ này. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ nó có vỏ nó mười. Nó đâm khá là nhất. Rồi, chạy tới chỗ này gặp được một con Octetable. Rồi nó lủi ở dưới cát, lủi nửa con ở dưới cát này. Chú bè của em mình như cũng được một con nữa hay sao đó. Đây, con này nhỏ cho nên em bỏ vô trong các vật luôn. Đây, chú bè em được một con thì đưa cho em. Đây, con của chú bè thì to hơn. Cái miệng nó đẹp ghê chưa. Đây, tiếp tục ở chỗ này em lại gặp được một con ốc buông. Đây. Wow, nhìn cái ruột của nó, nhìn mờ lem chưa. Đẹp quá. Món ốc buông này mà luộc chấm với cối nước mắm muối chanh cũng ngon lắm. Hoặc là nướng xe tế, hoặc là nướng mỡ hành cũng rất chi là ngon. Đây, chạy tới chỗ này lại gặp được một con hải sâm gai nữa. Hải sâm gai ở ngoài đảo Trường Sa toàn là mấy con to to bự bự không thôi. Đây, em đang có kiếm thử còn cái con nào hay không. Rất hy vọng là được một hai con nữa.
nằm kế bên để quay và gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Ủa, có vẻ là không có rồi. Thôi không có thì bỏ con hả Samga nè vào con cá vợt, chứ cầm một chút nữa là nó vừa ra luôn á mọi người. Mấy con hải sâm này mà nấu ăn cũng ngon lắm, xào xào cũng rất là ngon luôn, xào với lại củ hành tây rồi này ngon lắm. Đây chỗ này em gặp được một con hải sâm tiêu. Hải sâm tiêu thì mấy anh em sẽ lấy cái phần nội tạng về cái sợi tơ của nó ở bên trong ra, muối về đem về ghe lớn để muối mặn, em về bán cho thương lái khoảng 7-10k một con. Đây chạy tới chỗ này mọi người biết em được con gì nữa không? Lại là một con hạ sâm gai nữa, nhưng mà cái màu nó rất là giống cái màu dạng san hô luôn, nó nguyệt vàng rất là kỹ. Rất hy vọng là tăng này sẽ gặp được nhiều hải sâm gai, vì mấy anh em gần biển á rất là khoái bắt hải sâm gai luôn, tại vì hải sâm gai nó dễ bắt, với lại hơn nữa là tiền giá trị của nó rất là cao luôn, khoảng 80 đến 90 k một con, được khoảng 10 con thì mấy anh em cũng kiếm được gần 1 triệu rồi, đã lắm. Rồi con thứ ba, thứ hai hay thứ ba thì em cũng quên mất. Đây được thêm một con nữa mọi người, rất chi là đẻ. Màu đẻ cực kỳ luôn. Đây chú ba em thì cũng được một con rồi. Đây giờ bỏ vô trong các vật thôi. Dạng san hô chỗ này thì rất là đẹp. Đây tiếp tục lại là con hải sâm gai nữa. Đẹp quá, hai con luôn mọi người. Rất là đẻ ha. Wow, chỗ này thì gặp được hai con luôn. Wow, đẹp quá, chỗ này gặp được hai con đẹp quá chừng luôn mọi người. Đây hy vọng chỗ nào cũng gặp được hai con như này thì mấy anh em bội thu hải sâm gai đậm luôn. Rất chi là đẻ. Đây em cũng được 5 con rồi ha. Đây 5 con hải sâm gai rồi. 5 con thì cũng kiếm khoảng 400 đến 500k. Đấy, đẹp quá. Nồi một cái vợt 5 con hải sâm gai thì cũng kiếm khoảng 400-500k rồi. Đây chỗ này thì chỗ này em lại gặp được một con cái mú én nữa. Đây, con này thì bé khoảng 300 gram, khoảng 200 gram thôi, không có được 300 đâu. Đây, đẹp quá. Đây tiếp tục lại là hải sâm gai nữa. Nó nguyệt vàng rất là kỹ luôn, nó nằm ở dưới mấy cái tảng đá san hô á. Rất là đẻ. Nó thật là được hải sâm gai thì mừng lắm mọi người. Tại vì nó được tiền, nó rất là có giá trị, giá trị của nó rất là cao. Mấy anh em trong biển mà bắt hải sâm gai nhiều thì khó lắm. Đây con thứ 6. Con thứ 6 rồi mọi người. Nếu quý cô chú anh chị xem clip mà thấy clip của em hay thì cho em biết xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em ha, để em có nhiều động lực và nhiều video mới hấp dẫn và hay hơn. Đây tiếp tục là hải sâm gai nữa. Con này nó nằm lộ thiên ở ngoài luôn. Nó to ghê chưa. Wow, to cực kỳ luôn. Wow, nhức cái nách mọi người. Không biết là ở bên kia mấy anh em có gặp nhiều hải sâm gai không, chứ em ở bên này thì cũng được con này là con thứ 7 rồi. Nhức cái nách luôn. Bây giờ thì cột cái này lại cho nó gọn.
chứ để cái sợi dây này mày nó bung lung tung beng khó chịu quá. Không biết này còn con nào ở xung quanh này không. Này chỗ này em lại phát hiện được con cua đỏ. Cua này hình như là cua đực đó mọi người. Bây giờ sẽ khều cho nó chạy ra ngoài và bắt nó. Chứ ở trong cái kẹt đẻ như này thì mấy anh em bắt khó bắt nó lắm. Nó rất là mạnh luôn. Với lại hơn nữa là lỡ con may mà bị nó kẹp một phát thì đau lắm. Bây giờ em đang có lôi nó ra. Mới cầm một tay lôi ra. Nó chạy vô lại. Rồi được rồi. Con này là con cua đực mọi người. Đấy. Măng cua này mẹ nấu cháo. Nấu cháo cua ăn rất là ngon luôn. Hoặc là luộc. Đây tiếp tục lại là con hải sâm gai nữa. Đã quá. Đây mấy con hải sâm gai ở ngoài đảo Trường Sa toàn là mấy con to không thôi. Bắt rất là sướng tay luôn. Hải sâm gai thì mấy anh em sẽ nuôi sống để đem về ghe. Đem về ghe lớn rồi thì mấy anh em sẽ đem đi luộc. Luộc cho chín. Rồi bắt đầu sẽ đem đi muối mặn để đem về bán cho thương lái. Muối mặn thì mấy anh em giữ mới được lâu. Chứ còn không nuôi sống thì phải muối mặn. Đây chỗ này là gặp được một con ốc bàn tay. Con ốc bàn tay 6 ngón. Này đẹp quá. Ốc bàn tay 6 ngón thì mấy anh em sẽ nuôi sống luôn nha. Nuôi sống để đem về bán cho thương lái. Đây được một con hải sâm gai nữa mọi người. Đẹp quá. Đây cái lằn kiểu cái phân của nó nè mọi người. Đây nó ị ra bên này. Đây đây rất là nhiều luôn. Đấy em chơi ký hiệu là con này nó ị ra mất con này, nó ị ra mất cái cục này nè. Đấy đẹp quá. Wow tiếp tục lại là một con hải sâm gai nữa mọi người. Đã quá. Toàn là mấy con siêu bự, siêu to, khổng lồ không thôi. Chắc là đẻ tay. À, nhìn màu sắc nó sặc sỡ, nhìn cũng đẹp ghê chứ. Cũng đẹp ghê hết chứ. Bây giờ thì em sẽ không bắt hải sâm gai nữa. Và chạy ra ngoài để bắt hải sâm sâu đỏ. Đây. Đùa với mọi người thôi chứ đi tới cái khúc này thì mấy anh em lại gặp hải sâm sâu đỏ. Về hải sâm gai thì không có gặp nữa. Hải sâm gai thì thưa rồi. Không có nữa. Cho nên mấy anh em đi ghe để bắt hải sâm sâu đỏ. Đây được hai con hải sâm sâu đỏ rồi. Đẹp quá. Nói thật này mấy anh em rất là khoái hải sâm gai luôn. Nhưng mà tại vì đi ở bên trong á, hải sâm gai sẽ ít rồi. Tại vì mấy anh em dân biển thì bắt cũng khá là nhiều. Cho nên được một tăng mà được khoảng 10 con thì cũng nó thật là cũng nhiều á. Nhiều chứ không phải là ít đâu. Bây giờ thì bỏ hải sâm sâu vào chung với lại hải sâm gai luôn. Đây ở chỗ này thì gặp được một con hải sâm sâu đỏ nữa. Đẹp quá. Này mấy anh em ở bên trong không bắt không có hải sâm gai nữa thì cũng chạy ra ngoài chỗ em luôn để bắt hải sâm sao đỏ này. Này nhìn mấy con hải sâm sao đỏ nhìn màu sắc sực sỡ đẹp quá, nhìn rất là đẹp luôn. Đây tiếp tục lại là con hải sâm sao đỏ nữa. Đã quá. Quý cô chú anh chị xem clip của em nếu mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh và cho em một like. Hoặc là có ý kiến gì thì
Hãy để cho em một comment ở dưới các phòng bình luận nha mọi người. Hoặc là có ý tưởng gì hay thì cho em xin một comment để em quay gửi đến cho quý cô chú anh chị xem ha. À, chỗ này em gặp được một con hải sâm lăng. Đấy. Cái sợi tơ của nó dính vào cây xiên của em khá là chặt luôn rồi mọi người. May mà em lấy về được. À, con hải sâm sâu đỏ. Mấy anh em đi nãy giờ thì có vẻ là cũng khá là lâu rồi. Chưa không biết là đến giờ lên hay chưa. Tại vì ở dưới nước lâu thì cũng khá là lạnh đó. Ui chạy tới chỗ này là gặp được một con tôm vỗ này. Đây 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 đây, để em quay gần lại một chút cho quý cô chú chị xem. Ui được rồi. Đã quá. Tôm vỗ thì thương lái người ta mua đồng giá với lại tôm đỏ này và tôm hùm xanh. Tôm hùm xanh có chỗ thường gọi là tôm tôm rồng đó mọi người. Đấy, khoảng 800 700 kè một ký, cũng tùy theo tháng ha. Rồi, đây đi một chút mà để đến giờ lên rồi. Rồi, giờ thì mời quý cô chú anh chị lên kênh và xem thành quả cùng với mấy anh em của em ha. À, mấy anh em lặn cũng đủ tiếng rồi, đủ giờ rồi. Một 2 tiếng rưỡi chứ. 2 tiếng 30 phút. Giờ mấy anh em sẽ đu cái sợi dây này lên từ từ để giảm áp. Tại vì lặn thời gian lâu ở dưới nước á mọi người. Mà lên nhanh quá thì cũng khá là nguy hiểm. Đây. Lên nếu mà lên nhanh quá thì nó sẽ bị làm tắc nghẽn đường máu. Tắc nghẽn mấy cái mạch máu á mọi người. Cho nên nó sẽ gây ra bị nhức tay này, nhức chân này. Đấy, rất là nhiều vấn đề. Cho nên mấy anh em sẽ đu lên chậm chậm thôi. Để còn giảm áp nữa. Thôi, không có nói nhiều nữa. Giờ thì mời cô chú anh chị lên kênh về xem thành quả cùng với mấy anh em trên channel của em ha. Xem thử thằng này tăng này bộ thu những mặt hàng ở sản gì. Đây anh em vừa lên nha mọi người. Đây hải sâm gai. À hải sâm gai con rất là to luôn. Đây hải sâm gai tiếp mọi người. Đây tôm vỗ ha. Đây. À, hải sâm gai con rất là to luôn. Đồ, con này còn ấy là đồ bụp đuôi. À, con em thì tăng này thì ké rất là thưa luôn. À, giờ thì dọn ở bên này cho gọn lại, đổ ké về về vô trong vợt ha. Đây, ké rồi mấy anh em để kéo lên trên hết rồi. Vui quá. Vui. Thưa đèn nè. Đôi lại. Đây, từ từ ấy đồ xong giống. Cho bú là cũng bó mà. Cho bú là cũng bó mà. Bắt hớt bắt đường. Chạy, chạy quá đeo đồ ăn được chứ. Quét nó có rồi. Quét, đó, 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 anh nha. Đây.
Đây mọi người, tăng giờ có ốc tai tượng nha. Đây. Vô luôn đi. Đây, cái rãnh còn rất là to luôn. Ờ, ờ, vô luôn đi, vô luôn. Ở bên kia, ở bên kia. Rồi. À, ké rất là ít luôn, được có một bọt thôi. À, tăng giờ thì có dấu ốc tao bồ, ốc tai tượng. Được 4-5 con luôn mọi người. Đây. Rồi, 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 hàm răng bó xuống vậy. Đây, con này trắng rất là đẹp luôn. Đây, wow. Con nhỏ này đẹp ghê chưa. Rất là đẹp luôn. Xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ em ha. Rồi. Rồi, giờ thì chào mọi người. Hẹn mọi người gặp lại ở video sau. Bye.